Và bắt đầu ấy. Từ. Xin chào các bạn, mình là Dũng Phạm đến từ Tổ chức Thể dục Đường phố Việt Nam và hôm nay mình và bạn Hoàng Duy Long sẽ hướng dẫn các bạn động tác Back Lever. Xin chào các bạn, mình là Hoàng Duy Long. Tư thế chuẩn của động tác Back Lever là từ mũi chân cho đến đầu của chúng ta phải thẳng, nằm trên mặt phẳng, không được co bất kỳ một khớp nào như khớp hông, khớp gối và phải song song với lại mặt đất. Tay thì phải thẳng và bám ở trên xà. Sau đây sẽ là động tác Back Lever tư thế chuẩn do bạn Hoàng Duy Long làm. Bắt đầu đi. Các bạn chú ý quan sát ạ. Lưng phải, cả người các bạn phải thẳng và song song so với mặt đất, các bạn phải hạ từ trên xuống. Từ mũi chân cho đến đầu là phải thẳng một đường và song song so với mặt đất như thế này. Tay bám ở trên xà và cũng phải thẳng luôn. Đây là tư thế chuẩn của Back Lever. Cảm ơn bạn Long. Back Lever là một động tác khó, khá là khó so với những người mới tập. Nó là ở độ khó thứ 7 trong bảng quy định độ khó của Liên đoàn Thể dục Dụng cụ Thế giới. Và với Back Lever thì chúng ta sử dụng những cái nhóm cơ chính nào? Cái nhóm cơ mà chính để giúp các bạn giữ được cái cơ thể nằm ngang song song so với mặt đất, tức là chống lại trọng lực ấy. Đó là cơ vai trước, toàn bộ cơ vai trước. Ngoài ra thì còn một số nhóm cơ khác cũng được sử dụng khá là nhiều. Đấy là cơ ngực này, cơ liệt sườn, cơ lưng để giữ cho chân của các bạn không bị gập. Và cơ vai trước sẽ làm cái nhiệm vụ là cố gắng đưa cái tay của các bạn từ đằng sau ra đằng trước. Đây gọi là flexion. Trong khi trọng lực sẽ làm cái tác dụng ngược lại, đó là cố gắng kéo tay của ta từ đằng trước ra đằng sau. Đấy là extension. Đó là những cái nhóm cơ chính được sử dụng trong Back Lever. Tư thế chuẩn của vai ở trong động tác Back Lever, tất cả những cái skill mà chúng ta làm rất là quan trọng với động tác Back Lever. Tư thế chuẩn của vai sẽ là contraction và depression, tức là đẩy ra đằng trước và kéo xuống. Sau đây thì bạn Hoàng Duy Long, đây là tư thế vai như bình thường. Projection tức là bạn dùng cơ ngực, các bạn kéo cái khớp vai của chúng ta ra đằng trước. Projection đây là. Rồi, ok. Tiếp theo ấy, các bạn phải kéo xuống. Đấy là depression. Thì đây là tư thế chuẩn của vai. Các bạn muốn rõ hơn thì xem lại cái bài tập về vai của mình. Sau đó thì tay các bạn đưa ra đằng sau. Đây sẽ là tư thế chuẩn của động tác Back Lever, tư thế vai. Vai rất là quan trọng. Nếu các bạn làm vai sai thì động tác Back Lever sẽ rất là xấu, là một. Cái thứ hai là chúng ta sẽ không tập được tất cả những cái cơ mà chúng ta cần phải tập. Và thứ ba là nếu như mà đi thi thì điểm các bạn sẽ bị trừ khá là nhiều. Thế nên ấy, là vai bao giờ cũng là cái cần phải làm chuẩn nhất trong động tác Back Lever. Sau đây là chúng ta sẽ đến những cái phần bài tập chính cho động tác Back Lever. Thì đầu tiên ấy, bao giờ cũng là khởi động. Thì các bạn xem lại các video 1, 2, 3, 4 của mình về các bài khởi động. Chúng ta cần phải hiểu một chút về cái cách tập làm sao để chúng ta đạt được hiệu quả nhanh nhất. Thì ngược so với lại suy nghĩ thông thường, đó là chúng ta tập từ bài dễ lên khó, thì chúng ta sẽ phải tập từ khó cho đến dễ để cơ của các bạn cái lúc mà khỏe nhất ấy, sẽ nhận được những cái kích thích thần kinh nhiều nhất. Sau đó thì chúng ta về những cái bài tập dễ hơn, thì tức là chúng ta sẽ tập các bài eccentric trước này, sau đó là những bài hold này, sau đó là những bài concentric, tức là giãn cơ này, đẳng cơ và co cơ. Thì có một số cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải biết ở đây trong suýt bước cao ấy, đó là moment lực, trọng lực, trọng tâm của chúng ta và cánh tay đòn. Thì nếu như mà cánh tay đòn từ cái trọng tâm của các bạn đến cái khớp mà khớp vai của các bạn càng dài thì càng nặng. Tức là cùng là động tác Back Lever nhưng mà khi mà các bạn co gối vào ngực thì cái trọng tâm của chúng ta sẽ gần với lại vai hơn, thì lúc khi đó sẽ dễ hơn là khi mà các bạn co thẳng hết ra. Thì đó là cái nguyên tắc tập luyện của chúng ta. Khi mà các bạn nắm được cái nguyên tắc này thì các bạn sẽ sáng tạo được trong cái bài tập của mình. Và đầu tiên là chúng ta sẽ tập eccentric trước, tức là tập từ nặng nhất trước khi mà các bạn đưa người lên bên trên và thả xuống như bạn Long làm lúc đầu. Sau đó thì những bài hold, khi mà bất kể những cái bài hold nào mà các bạn làm được, các bạn hold cái bài đó. Sau đó là chúng ta sẽ tập những cái bài mà nó dễ hơn. Sau đây là chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Đầu tiên khi mà sau khi chúng ta khởi động xong, khi mà chúng ta còn khỏe nhất thì chúng ta sẽ phải tập các bài eccentric, là các bài giãn cơ nặng nhất. Thì cái cách giãn cơ của chúng ta là chúng ta sẽ đi vào động tác tư thế tay của Back Lever này. Chúng ta đưa hết người lên bên trên. Bắt đầu đi. Đưa hết người lên bên trên và chúng ta bắt đầu hạ dần xuống. Khi hạ dần xuống thì các bạn cố gắng dùng cơ, tất cả các cơ trên người mình để giữ hãm lại đến cái
vị trí đó, cố gắng hãm càng lâu càng tốt. Xuống tiếp đi, xuống nữa, đúng rồi, coi như là đó là động tác eccentric của chúng ta. Chúng ta sẽ làm mỗi một lần làm như này, các bạn cố gắng giữ được tầm từ 3 cho đến 6 giây khi mà hạ từ bên trên xuống. Sau đó thì chúng ta nghỉ một lúc để cho nó đỡ mỏi, tầm 1 phút. Thì sau đó thì các bạn lặp đi lặp lại đến khi nào mà các bạn cảm thấy các bạn không làm được nữa thì chúng ta bắt đầu chuyển sang trạng thái tiếp theo. Vừa rồi là full back lever eccentric, là động tác eccentric nặng nhất. Sau đó thì chúng ta sẽ dần đưa trọng tâm của cơ thể về gần với lại vai hơn. Thì các bạn có thể co các khớp lại dần dần để cho cái trọng tâm nó đưa về. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ làm half lay. Half lay tức là từ đầu cho đến đầu gối của các bạn thẳng, và các bạn co gối, gập chân về phía sau. Lại các bạn quan sát kỹ ạ. Đó là half lay, back lever. Sau half lay chúng ta sẽ làm thêm một bước nữa để đưa trọng tâm cơ thể về gần với lại vai, đó là straddle tức là dạng chân. Straddle back lever eccentric. Hai chân các bạn dạng ra nhưng mà cái mặt phẳng cơ thể vẫn phải song song và nằm trên cùng một mặt phẳng. Sau straddle thì nó là one leg back lever, tức là một chân các bạn co vào ngực và một chân các bạn duỗi thẳng. Thì nhiều người bảo cái này nặng hơn straddle, nhiều người bảo nó nhẹ hơn, nhưng mà thôi thì mình cứ cho vào đằng sau straddle thì các bạn sẽ, khi mà các bạn làm các bạn sẽ tự cảm nhận được là nặng hơn hay nhẹ hơn. Mình nghĩ là nó cũng ngang nhau. Đó là one leg back lever. Sau one leg thì chúng ta sẽ co thêm một chân vào thành advanced tuck. Advanced tuck tức là sao? Đó là tuck tức là khi mà các bạn co chân vào, chạm vào đến ngực. Nhưng mà advanced tuck thì chúng ta để đùi và người nằm ở vị trí vuông góc với nhau 90 độ. Nhớ một điều là lưng, toàn bộ lưng vẫn phải song song với mặt đất khi mà các bạn xuống đến vị trí khó nhất. Cuối cùng dễ nhất đó là động tác tuck back lever. Đó là khi mà đầu gối chúng ta co hết vào ngực. Các bạn cuộn tròn lại như một con mèo, giống như bạn Long. Sau các bài eccentric thì các bạn có thể làm các bài hold. Các bài hold làm như thế nào thì các bạn hãy xem lại clip 2 của mình là cách xác định trình độ. Và sau đó thì chúng ta sẽ sang những cái bài tập concentric, tức là các bài tập co cơ. Thì bài tập co cơ cơ bản nhất cho back lever đó là skin the cat, tạm dịch là lột da mèo. Bạn Long sẽ trình bày chúng ta. Các bạn đưa ra đằng sau và sau đó các bạn lại kéo ngược lại. Các bạn làm vài set cho đến khi nào nó mỏi. Đó là skin the cat. Một bài nặng hơn một chút là chúng ta làm từ German hang lên straddle back lever bằng cách raise từ dưới lên. Bạn Long sẽ trình bày chúng ta. Bởi vì back lever cần nhóm cơ vai trước rất là mạnh, thế nên là chúng ta có thể tập các bài cho cơ vai trước như các bạn tập bổ trợ cho tất cả những bài cơ vai khác cho planche. Ví dụ như là sudo planche push up. Sudo planche push up thì tay của chúng ta, bàn tay sẽ để ở gần hông. Khi mà đẩy lên thì cái vị trí của vai ấy, nó phải làm giống hệt như khi các bạn làm back lever, đó là projection và depression. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái bài khác nữa, ví dụ như tuck planche push up dips, ví dụ các bạn có thể tập với tạ tay thẳng. Sau đây sẽ là tuck planche. Tuck planche push up.
Đây là những bài bổ trợ cơ vai tốt nhất mà các bạn có thể tập để làm cho cơ vai trước của chúng ta khỏe lên, và khi đó thì chúng ta sẽ có một cơ vai trước rất là khỏe để chúng ta có thể làm được back lever. Khi mà mới tập back lever hoặc là khi mà các bạn tập mà chưa chuẩn xác thì nó có rất là nhiều những cái động tác sai mà chúng ta có thể gặp phải, ví dụ như lưng cong này, gối cong, hông cong hoặc là vai sai. Thay vì chúng ta để vai đẩy ra đằng trước thì các bạn lại thả vai ra đằng sau. Khi mà thả vai ra đằng sau như vậy thì lưng nhìn rất là cong và nó sẽ rất là xấu, là một. Thứ hai là động tác của chúng ta sai, chúng ta không tập được các cơ. Và sau đây bạn Long sẽ demo chúng ta một số cái động tác sai. Đó là một trong những cái động tác sai cơ bản nhất khi mà chúng ta tập back. Cái quan trọng nhất luôn là cái tư thế của vai này. Bởi vì nếu như mà tư thế vai sai thì các bạn hoàn toàn không thể tập được những level tiếp theo của tất cả những cái động tác khác. Và khi đó thì chúng ta sẽ sai rất là nhiều và nó sẽ dẫn đến cái việc mà các bạn sẽ bị cản trở trong cái quá trình đi lên, trong việc tập luyện sweep workout của mình. Vai luôn là cái quan trọng nhất. Back lever là động tác tập cơ vai trước, thế nên là để tránh bị xảy ra sự lệch cơ thì back lever này, planche luôn được nên tập cùng với lại các động tác tập cơ vai sau, ví dụ như là pull up, front lever, L-sit, V-sit, mana. Và ngoài ra thì nếu như mà các bạn muốn được tư vấn về form thì các bạn cứ quay clip lại và gửi cho chúng mình và chúng mình sẽ tư vấn cho các bạn. Nếu được mà clip nào đẹp thì chúng mình sẽ có thể là up lên trên page. Đây là bạn Hoàng Duy Long và mình là Dũng Phạm đến từ tổ chức thể dục đường phố Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết clip. Xin chào và hẹn gặp lại.